Sau gần một tháng thực hiện lệnh giãn cách ai ở đâu thì ở đó để chống dịch COVID-19, đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Hòa Vang đã được ra đồng thu hoạch lúa, hoa màu theo mùa vụ. Để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch bệnh, chính quyền các xã của huyện đã triển khai lực lượng hỗ trợ người dân gặt lúa và cấp thẻ ra đồng, chăm sóc, thu hoạch hoa màu theo từng thời gian hợp lý. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Vụ thu hoạch lúa hè thu năm nay của nông dân xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng diễn ra trong thời điểm khá đặc biệt khi thành phố đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch. Đây cũng là lần đầu tiên nông dân phải thu hoạch mùa vụ trong bối cảnh hạn chế đông người. Ủy ban nhân xã đã chủ động giao cho ban dân các thôn hợp đồng với hai cái máy gặt để gặt toàn bộ diện tích trên địa bàn và hợp đồng hai cái xe vận chuyển. Như vậy thì máy gặt sẽ gặt và vận chuyển hàng lúa về đến nhà cho người dân. Người dân không phải ra đồng để thực hiện công tác gặt lúa. Còn ông Nguyễn Văn Dũng, tổ trưởng tổ sản xuất rau an toàn Yến Nê 1 xã Hòa Tiến thì cho biết, khi thành phố thực hiện lệnh giãn cách theo tinh thần, ai ở đâu thì ở đó, bà con nông dân sản xuất cây ăn lá ngắn ngày rất lo lắng. Nếu không được ra đồng thu hoạch rau, quả trong ngày thì thiệt hại kinh tế rất lớn, không có nguồn rau xanh cung cấp cho thị trường thành phố. Dự báo trước nguy cơ thiệt hại, các xã đã tạo điều kiện cho nông dân ra đồng chăm sóc, thu hoạch mùa vụ. Sau khi có chỉ thị 28 của thành phố là bà con ra rất là thật đấy, không biết làm nó được mà bán ra và thời gian mau để đi tưới chăm sóc cây nó hư. Qua đó ủy ban rồi các đoàn thể của xã cũng giúp đỡ bà con là tìm đầu ra mà giải cứu sản phẩm bà con. Cho đến nay thì sản phẩm bà con hình như làm đã đồng ngóc nấy và cái giá cả cũng hay là có thể nhích hơn chút so với khi mà chưa có cái nhận nhân cách xã hội của thành phố thì rất là mừng. Để đảm bảo vừa sản xuất vừa giữ khoảng cách an toàn chống dịch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang đã lên phương án thu hoạch lúa, hoa màu từng xứ đồng, từng vùng sản xuất. Hàng ngày trước rạng sáng và cuối giờ chiều, ban điều hành thôn phân chia thời điểm cho bà con ra đồng chăm sóc thu hoạch. Đối với Hòa Tiến là một địa phương nông nghiệp, thì có những vùng rau sạch trên địa bàn. Thì nếu mà các vùng rau này mà không hoạt động thì cũng là rất khó khăn cho bà con nông dân. Do vậy chúng tôi chỉ đạo các thôn rà soát các bà con nông dân thực hiện sản xuất rau ngoài đồng thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện báo không giờ để bà con ra sản xuất ngoài đồng để đảm bảo được cái sản phẩm rau trên địa bàn. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân chăm sóc mùa vụ, nhiều xã còn thành lập các tổ hỗ trợ nông dân với sự tham gia của các lực lượng công an, dân quân, thanh niên tình nguyện giúp dân thu hoạch, vận chuyển lúa, hoa màu. Một số địa phương đã kết nối với các hội đoàn thể, đơn vị cung ứng thực phẩm để mua các loại nông sản trong thời gian giãn cách. Hiện nay Đà Nẵng đã cơ bản thu hoạch được 65% diện tích lúa, với năng suất đạt 64 tạ trên 1 hectare. Phấn đấu đến ngày 10 tháng 9 là thu hoạch xong vụ hè thu.